chào tất cả quý khách hàng đã đến với kênh Địa ốc FT Home. Lời nói đầu tiên, Huy xin gửi lời chúc tới tất cả quý khách hàng có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân. Quý khách hàng nhìn thấy không gian ở Huy đang đứng có quen không ạ? Đây chính là cái dãy nhà 5 căn mà bên Huy đã từng review. Cái lúc trước thì dãy nhà 5 căn này đang trong quá trình hoàn thiện. Hôm nay dãy nhà 5 căn này đã hoàn thiện toàn bộ và hôm nay Huy sẽ review chi tiết về căn nhà này. Hiện tại thì Huy đang đứng ở ban công ở tầng 1 của căn nhà. Cái phần ban công này đối với những căn nhà ở khu vực này thì phần ban công chỉ được làm cái lan can sắt như thế này. Mà bên Huy thì có, ngoài việc làm cái lan can sắt này thì bên Huy cũng có trang trí cái phần cột này. Đặc biệt ở khu vực này với cái tầm giá này thì chỉ bên Huy mới có làm như vậy. Cái phần hoàn thiện ở bên ngoài này thì nó rơi vào khoảng hơn 30 triệu. Tại vì căn nhà này là được thiết kế theo phong cách cổ điển, theo phong cách châu Âu, nên cái phần thiết kế này bên ngoài được bên Huy rất là chú trọng. Và để tiếp theo video, Huy xin mời tất cả quý khách hàng xuống dưới tầng trệt, Huy sẽ review chi tiết từ bên ngoài căn nhà tới bên trong. Và xin mời quý khách hàng cùng theo chân Huy. Hiện tại Huy đang đứng trước căn nhà, hôm nay Huy sẽ review cho tất cả quý khách hàng. Trước nhà là khoảng sân rất là rộng, quý khách hàng có thể làm một cái quán cà phê ở đây hoặc là đãi tiệc rất là thoải mái. Trước nhà là đường liên xã Long Khê Trạch, và trong tương lai thì con đường này sẽ được mở rộng lên đến hơn 20 mét. Khi đó thì quý khách hàng sở hữu căn nhà này thì giá trị của căn nhà này sẽ tăng lên rất là cao. Và Huy xin nhấn mạnh là một lần nữa, quý khách hàng nào mà có tài chính 2 tỷ, khoảng 2 tỷ rưỡi, cần có một căn nhà, muốn mua một căn nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có khoảng sân phía trước và đặc biệt là nằm ở mặt tiền đường, đây chính là một căn nhà mà đáp ứng đầy đủ cả nhu cầu của quý khách hàng. Đây là phần trước nhà, phần cổng. Cổng thì bên em xây dựng theo phong cách cổ điển, phong cách của biệt thự. Thì phần cổng này được xây dựng rất là chắc chắn, quý khách hàng có thể thấy 2 cột này rất là lớn. Và phần cửa, phần cửa cũng làm theo phong cách cổ điển. Và điểm nhấn là cái phần sơn màu gold rất là đẹp ở giữa của 2 cánh cửa. Và phía sau 2 cánh cửa này là khoảng sân. Sân này thì rất là rộng, quý khách hàng có thể đậu xe hơi ở đây và là làm một cái khoảng sân cho trẻ con chơi đùa thoải mái. Và điều đặc biệt là bên em cái khoảng sân này bên em cũng có ốp gạch cao lên 1 mét, rất là sạch sẽ. Cái phần tường này đối với những căn nhà khác trong khu vực nếu có sân thì thường thì các chủ đầu tư chỉ xây gạch lên khoảng cao khoảng 1 mét và phần phía trên là phần lan can sắt, thì khi đó nó không có đảm bảo cái sự riêng tư dành cho quý khách hàng. Thì bên em có xây tường cao lên luôn khoảng 2 mét nên rất là riêng tư và an toàn. Thì bây giờ em xin mời tất cả quý khách hàng cùng vào tham quan phòng khách của căn nhà. Và trước khi vào phòng khách thì quý khách hàng có thể thấy thì bên em sử dụng cửa nhôm kết hợp với kính cường lực rất là sang trọng. Cái cửa này thì hiện tại thì ở villa và biệt thự cũng đều sử dụng cái loại cửa này vì nó vừa nhẹ và nó vừa đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho căn nhà. Ở đây là không gian phòng khách. Phòng khách này rộng lên đến hơn 20 mét vuông. Quý khách hàng có thể trang trí đầy đủ như là một bộ sofa ở đây hai bên. Ở đây thì quý khách hàng có thể làm một cái kệ vừa kết hợp để tivi, vừa kết hợp để trang trí rượu hoặc là bình hoa hoặc là kệ sách. Cái phần phía dưới cầu thang này thì quý khách hàng có thể làm một cái tủ hoặc là một cái kho để những vật dụng ít sử dụng ở đây thì cũng rất là tiện lợi và đảm bảo thẩm mỹ cho căn nhà. Về phần chất liệu của căn nhà này thì bên em cũng có ốp gạch cao 1m2. Loại gạch bên em sử dụng là gạch 30-60 chuyên để ốp tường, và gạch các hoa văn thì nó rất là đồng đều nhau và rất là chất lượng. Còn cái phần gạch ở lót sàn là phần gạch có
diện tích là 80x80 và được làm bằng vân đá rất là đẹp. Tuy nó cái màu của nó là cái màu tối, nhưng mà khi lót lên thì cái căn nhà này làm cho cái căn nhà thêm cứng cáp hơn. Và bây giờ em xin mời quý khách hàng bước tới để xem cái phần cầu thang. Toàn bộ cái phần trang trí của căn nhà này thì bên em được làm bằng gỗ. Quý khách hàng có thể thấy thì nó rất là chắc chắn. Gỗ này cũng được sơn lên rất là đẹp. Đây là không gian cầu thang đi lên lầu. Các tay nắm thì cũng được làm bằng gỗ toàn bộ và được điêu khắc rất là tỉ mỉ. Và đây là không gian phòng bếp ở phía sau. Không gian phòng bếp này thì rất là rộng. Cái ở đây thì bên em có trường cái ống thoát nước và cấp nước. Quý khách hàng có thể để cái giặt ở đây. Và cũng có trường ổ điện sẵn cho quý khách hàng. Về phòng bếp thì bên em có làm sẵn hệ thống tủ bếp. Toàn bộ là được làm bằng gỗ. Rất là đẹp. Mặt bếp thì bên em lót đá ma cương màu đen. Và các cạnh thì được mài nhẵn. Nếu mà có trẻ nhỏ hoặc là người có va chạm phải thì cũng rất là an toàn. Ở phần này thì bên em có làm một cái bồn rửa bằng inox. Và điện nước thì có đi sẵn cho quý khách hàng luôn. Quý khách hàng chỉ cần dọn vào và ở ngay thôi. Còn với cái phần bề mặt này thì bên em có ít ốp kính. Kính màu xanh rất là đẹp. Là khi quý khách hàng có thể nấu ăn hoặc là rửa, nước nó sẽ bắn lên đây. Kính thì quý khách hàng có thể rất là dễ lau chùi. Điều đặc biệt của căn nhà này là có một phần không gian giếng trời ở phía sau này. Không gian giếng trời vừa có tác dụng là tạo phong thủy cho căn nhà và vừa làm cái nơi lưu thông không khí không bị bí bách. Lưu thông từ tầng trệt cho tới lên tầng trên, không khí được lưu thông, giúp cho căn nhà luôn được thoáng mát. Và ở đây là phần cuối nhà là cái nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh thì bên em làm bằng cửa nhôm window kết hợp với kính cường lực. Vì là cửa này thì nó không bị sét và nó rất là bền nên rất thích hợp để làm cửa nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh thì có trang bị đầy đủ các thiết bị như là bồn vệ sinh, lavabo, vòi tắm sen. Thì nhà vệ sinh này thì bên phía trên thì bên em cũng có ốp la phong cách nhiệt nên rất là mát mẻ. Ngoài ra thì cũng có cái lỗ những cái ô thông gió để giúp thoát khí cho nhà vệ sinh, đảm bảo cho nhà vệ sinh luôn thoáng mát. Thì bây giờ em xin mời tất cả quý khách hàng rồi cùng em lên tầng trên để tham quan căn nhà này. Đây là không gian ở tầng 1 của căn nhà. Tầng 1 này thì có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và phía sau khi là phòng ngủ đầu tiên. Trước khi vào phòng ngủ này thì đây là cửa. Cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ thì bên em làm 100% là từ gỗ, rất là sang trọng. Chỉ có những căn nhà thiết kế biệt thự hoặc là villa thì mới sử dụng loại cửa này. Thì xin mời quý khách hàng vào trong phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì rất là rộng. Ở đây thì quý khách hàng có thể bài trí được một cái giường. Phía bên đây là để tủ quần áo. Còn phía bên đây là bên em có chừa sẵn ổ điện, quý khách hàng có thể để các đèn ngủ hoặc là cái bàn trang điểm ở đây, rất là tiện lợi. Cái phòng ngủ này phù hợp cho hai vợ chồng hoặc là hai đứa con, thêm hai đứa con ở nữa rất là thoải mái. Thì cái không gian phòng ngủ này rộng để trẻ nhỏ thì có thể chơi ở đây. Và cũng khi chơi xong thì có một cái không gian rộng để trẻ có thể để đồ chơi sắp xếp lên kệ, tạo cho trẻ có một thói quen tốt. Và đặc biệt căn phòng này thì có một cái nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh này thì được bố trí giống như nhà vệ sinh ở tầng trệt. Cũng được bố trí đầy đủ các thiết bị và cũng được ốp gạch cao 1m8. Ở phía dưới sàn thì bên em có lót gạch chống trơn trượt nên rất là an toàn.
Kế bên nhà vệ sinh là cái phần cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ này thì thông ra cái phòng giếng trời mà lúc vừa nãy em đã nói với quý khách hàng. Thì ở đây thì gió nó sẽ lưu thông từ trên xuống và từ dưới lên, giúp căn nhà, căn phòng này luôn thoáng mát và sáng sủa. Và bây giờ em xin mời tất cả quý khách hàng cùng lên tham quan phòng ngủ tiếp theo. Đây, đây là cái nhà vệ sinh thứ hai ở tầng trên. Thì cái nhà vệ sinh này thì cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị giống như các nhà vệ sinh khác. Và cửa cũng được làm bằng cửa nhôm sinh pha rất là chắc chắn. À, đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà này. Phòng ngủ thứ hai thì có cửa đi ra ban công phía trước rất là thoáng mát. Thì đứng ở đây thì các bạn có thể tham quan được khu vực xung quanh, nhìn ngắm khu vực xung quanh rất là tuyệt vời. Và đây là không gian phòng ngủ. Phòng ngủ này rất là rộng. Phía trên trần nhà thì bên em có lớp thạch cao rất là đẹp. Và đặc biệt bên em cũng có chừa sẵn hệ thống ống đồng. Khi quý khách hàng có nhu cầu cũng có thể lắp máy lạnh ở đây rất là tiện lợi và không cần phải đục tường và đi dây cáp. Và bây giờ em xin mời tất cả quý khách hàng lên tầng trên để tiếp tục tham quan căn nhà này. Hiện tại thì Duy đang đứng ở căn phòng thứ ba của căn nhà này. Thì căn phòng này nằm ở tầng trên cùng của căn nhà. Thì căn phòng này thích hợp để làm phòng thờ. Căn phòng này cũng có ban công cửa đi ra ban công phía trước. Và đặc biệt ở trên tường thì bên em cũng có đi dây điện sẵn. Quý khách hàng có thể để một cái bàn thờ hoặc là tủ thờ ở đây. Và cũng có một hệ thống đèn mà bên em đi sẵn rất là tiện lợi. Và đặc biệt là xin nói về cái phần điện của căn nhà này. Điện nước của căn nhà này thì bên em khi trong toàn bộ về âm tường, khi mà có sự cố thì quý khách hàng chỉ cần alo cho em thì bên em sẽ có động qua hỗ trợ sửa chữa cái phần điện nước này. Và căn nhà này, khi mua căn nhà này, khách hàng được bảo hành lên đến 2 năm. Và đặc biệt cái khu vực này thì chỉ có bên em mới có dám bảo hành cho tất cả quý khách hàng là căn nhà lên đến 2 năm thôi. Những căn nhà khác trong khu vực thì thường là không có bảo hành. Và tiếp theo tôi xin mời tất cả quý khách hàng cùng ra phía sau để tham quan phần cuối cùng của căn nhà này. Thì đây là phần ngủ cuối cùng của căn nhà này. Phần ngủ này thì nhỏ hơn so với các phòng ngủ còn lại vì phía ngoài thì nó còn chừa một cái hành lang để đi ra phòng sân ở phía sau. Phòng ngủ này thì phù hợp dành cho những trẻ nhỏ. Ở phía này thì quý khách hàng có thể để một cái giường tầm ở đây. Và phía bên đây thì quý khách hàng có thể để một cái bàn học rất là tiện lợi. Trên tường thì bên em cũng có đi sẵn điện dây điện để quý khách hàng có thể treo tivi con cái khi mà học bài xong thì có thể xem tivi ở đây nhưng mà không cần phải xuống phòng khách. Thì toàn bộ dây điện và các bóng đèn điện ở căn nhà này thì bên em toàn sử dụng là bóng đèn led nên rất là tiết kiệm điện. Và bây giờ tôi xin mời tất cả khách hàng cùng ra phía sau tham quan cái sân phơi phía sau của căn nhà này. Đây là cái phần không gian sân sau của căn nhà này. Đây là cái phần giếng trời. Giếng trời này thì thu ánh sáng ở phía ngoài đây truyền xuống cho cả căn nhà này. Không khí thì được lưu thông từ trên xuống và từ dưới lên thông qua giếng trời này nên căn nhà này luôn được mát mẻ. Phía trên đây thì bên em cũng có làm cái hệ thống rào sắt rất là chắc chắn để đảm bảo an toàn. Và quý khách hàng có thể làm một cái xào phơi đồ ở đây rất là tiện lợi. Vì bên đây thì bên em cũng có làm một cái hệ thống cấp thoát nước. Và quý khách hàng có thể để một cái máy giặt ở đây. Khi giặt đồ xong thì có thể tiện thể mà phơi ở đây luôn. Thì ở đây thì nó có nắng, có gió nên đồ sẽ rất là khô. Và phía bên đây là cái nhà vệ sinh chung cho tầng này.
Nhà vệ sinh thì cũng làm được trang bị đầy đủ các thiết bị như là bồn rửa tay, bồn vệ sinh, vòi tắm sen, rất là đầy đủ. Huy đã cùng tất cả khách hàng tham quan căn nhà này rồi, thì Huy xin nhắc lại về phần diện tích của căn nhà này là 4.4 nhân với 16.9 m, chỉ với mức giá 2.489 tỷ, khách hàng có thể sở hữu ngay một căn nhà 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, và đặc biệt nằm ở mặt tiền đường lớn, có khoảng sân phía trước rất là rộng. Quý khách hàng nào có quan tâm sản phẩm bên Huy thì hãy liên hệ cho Huy qua số điện thoại 0949698547. Quý khách hàng nào mà like để lại comment trong video này và đăng ký kênh YouTube thì khi mua sản phẩm bên bất kỳ sản phẩm nào bên Huy sẽ được tặng ngay một chỉ vàng. Đặc biệt thì bên Huy cũng có rất là nhiều sản phẩm từ đất nền, nhà phố cho tới biệt thự, từ 680 triệu cho tới trên 7 tỷ. Các khách hàng có thể liên hệ cho Huy để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm cũng như các chính sách khuyến mãi. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách hàng.